chờ đợi anh về mà. Nếu có chết thì chắc rằng em đây chỉ là một người đến sau, không có tư cách nếu giữ anh lại dù rằng tim em đang rất đau. Hạnh phúc anh nha, nhưng là bên cạnh một người khác. Còn hai chân ta thì bây giờ chỉ như những nốt kết trong